Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai tới thứ Sáu vào lúc 7 giờ sáng và 10 giờ sáng. Kính chúc tất cả quý vị có thật nhiều sức khỏe tốt và đại dịch COVID-19 mau chóng qua. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những tin tức về Hoa Kỳ, trong đó có những tin đáng chú ý như sau. Về COVID-19, Mỹ đòi điều tra thấu đáo về nguồn gốc của dịch bệnh này. Biến thể COVID-19 từ Nam Phi đã xuất hiện tại Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ báo động về nguy cơ bạo động từ các nhóm cực hữu. Thưa quý khán thính giả, bản tin đầu nói đến việc chính quyền của ông Joe Biden đang tái xét một phần các chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Donald Trump. Tuần vừa qua, 27 tháng 1, tức là thứ Tư, chính quyền của ông Biden đã tái xét nghiệm một loạt các chính sách đối ngoại thời Tổng thống Donald Trump sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken là tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ được Thượng viện chuẩn thuận, nắm quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Và trong ngày làm việc đầu tiên thì ông Blinken cho biết là chính phủ Mỹ đã bắt đầu xem xét toàn diện mối quan hệ với Nga cũng như duyệt lại các chi tiết của thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban đã ký gần một năm trước về vấn đề rút binh hay không rút binh. Ông cho biết là chính phủ Mỹ đã yêu cầu ông Khalilzad, đặc phái viên của Tổng thống Trump chuyên đặc trách về Afghanistan, là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, tiếp tục làm nhiệm vụ quan trọng của ông. Nói chuyện với báo chí, ông Blinken cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng trở lại với các cam kết đã ghi trong thỏa thuận hạt nhân của năm 2015 với Iran mà cựu Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi, nhưng với điều kiện là Iran phải tuân thủ đầy đủ hiệp định. Phát biểu trước ngoại giao đoàn mà trong 4 năm qua thường xuyên bị đả kích hoặc là làm ngơ, ông tân Ngoại trưởng Blinken cam kết sẽ xây dựng lại hàng ngũ các quan chức ngoại giao và sẽ tận dụng kiến thức chuyên môn của mình cũng như của các nhân viên giữa lúc chính quyền Biden cố gắng khôi phục lại vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới. Ông Blinken nói thế giới đang theo dõi Mỹ và các chính sách mới sau chính sách nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump. Và cũng theo lời ông Blinken, cái chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump một phần nào đã khiến cho nhiều đồng minh xa lánh nước Mỹ. Tân Ngoại trưởng Blinken đã trao đổi với Ngoại trưởng các nước như là Anh, Pháp, Đức, Do Thái, Úc, Phi Luật Tân, Thái Lan, cũng như thế là Nhật Bản và Nam Hàn. Và nhiều tổng thư ký của các tổ chức cũng như của khối NATO. Từ phòng báo chí của Bộ Ngoại giao thì Ngoại trưởng Blinken đã cam kết là sẽ tôn trọng và tạo điều kiện cho báo chí tiếp xúc với ông, đồng thời hứa mở lại các cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao bắt đầu vào tuần tới, tức là tuần này, về các vấn đề chính sách. Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết ông đặc biệt lo ngại về loan báo của cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo 10 ngày trước khi hết nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump xếp loại nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn là tổ chức khủng bố nước ngoài. Và thưa quý khán thính giả, nhiều quan ngại đã cho biết là có rất nhiều người lo ngại việc xếp loại như vậy đi kèm với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của Hoa Kỳ sẽ làm trầm trọng hơn nữa điều đã được coi là cuộc khủng hoảng nhân đạo đã tồi tệ nhất. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã hành động để tạm ngưng một số các biện pháp trừng phạt liên quan đến chỉ định đó, nhưng các nhóm viện trợ nói nạn đói có thể xảy ra trên diện rộng nếu các lệnh trừng phạt không được hoàn toàn dỡ bỏ. Tổng thống Biden đã thề là sẽ đảo ngược cách tiếp cận trước đây của cựu Tổng thống Donald Trump, vốn đã khiến cho nhiều đồng minh truyền thống xa lánh nước Mỹ vì họ cho rằng đây là một hướng tiếp cận đơn phương, cứng rắn, không tạo điều kiện để đàm phán. Ông nói, thế giới đang chăm chú theo dõi chúng ta ngay trong lúc này. Ông Blinken đã khẳng định như vậy và ông nói tiếp,
họ muốn biết liệu chúng ta có thể hàn gắn những chia rẽ trong nội bộ hay không. Họ muốn xem liệu chúng ta có lãnh đạo bằng sức mạnh của vai trò làm gương của Mỹ từ trước tới nay hay không, và liệu chúng ta có đặt nặng quan hệ ngoại giao với các đồng minh và đối tác hầu đáp ứng trước những thách thức lớn của thời đại hay không, như là đại dịch, như là biến đổi khí hậu, như là khủng hoảng kinh tế, cũng như là các mối đe dọa đối với dân chủ và cuộc đấu tranh cho công lý chủng tộc và những nguy cơ do các đối thủ và kẻ thù của chúng ta đặt ra đối với sự an ninh và ổn định toàn cầu hay là không. Và bản tin còn nói thêm là ông Blinken năm nay 58 tuổi. Ông là một cộng sự thân tín lâu năm của tân Tổng thống Joe Biden. Ông đã được Thượng viện chuẩn thuận vào vai trò Ngoại trưởng thứ 71 của Hoa Kỳ hôm tuần vừa qua sau một cuộc biểu quyết với phiếu thuận là 78 và 22 phiếu chống. Bộ trưởng Ngoại giao như chúng ta biết là vị trí cao cấp nhất trong một nội các của Hoa Kỳ, đứng thứ tư trong danh sách những nhân vật dự phòng để có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng thống, sau Phó Tổng thống cũng như sau Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện. Cho nên chức Ngoại trưởng là chức vô cùng quan trọng trong nội các. Tiếp đến bản tin về COVID-19, thì Hoa Kỳ của chúng ta dưới trào của tân Tổng thống Joe Biden đang đòi phải điều tra thấu đáo, tức là điều tra đến nơi đến chốn về nguồn gốc virus corona. Lần đầu tiên chính quyền của ông Biden đã lên tiếng đòi đẩy mạnh điều tra về nguồn gốc virus gây ra đại dịch COVID-19. Trong cuộc họp báo hôm tuần vừa qua thì phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, tức là bà Psaki, tuyên bố như trên vào lúc chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới bắt tay vào việc điều tra truy tìm nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng y tế xuất phát từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Trả lời phóng viên thì bà Jen Psaki, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ, cho biết là Washington quan ngại rất mạnh cũng như sâu xa trước những thông tin sai lệch xuất phát từ một số nguồn cung cấp của Trung Quốc về virus corona. Đồng thời bà Psaki còn nhấn mạnh là chính quyền Biden đòi một cuộc điều tra rõ ràng và thấu đáo về nguồn gốc virus corona chủng mới. Hoa Kỳ ủng hộ một cuộc điều tra ở cấp quốc tế để tìm hiểu tận gốc về một đại dịch đã bắt nguồn từ Trung Quốc. Và bà Jen Psaki còn nói thêm là sau khi 10 nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới kết thúc cuộc điều tra thì chính quyền Washington sẽ cùng với các đồng minh thẩm định mức độ đáng tin cậy của báo cáo này. Mỹ sẽ huy động cơ quan tình báo để phân tích những thông tin thu thập được từ Vũ Hán. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã bác bỏ cảnh báo nói trên của Washington về nhiệm vụ của các nhà điều tra thuộc Tổ chức Y tế Thế giới. Và sáng ngày 28 tháng 1 thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là Triệu Lập Kiên đã đưa ra những chỉ trích cho rằng đây là thành kiến tiêu cực của Hoa Kỳ, đồng thời xem tuyên bố của bà Psaki là hành vi can thiệp mang tính chất chính trị vào công việc của các nhà điều tra quốc tế. Chỉ riêng trong 14 giờ qua thì đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 18.000 người trên toàn cầu. Và cho tới nay thì bản tin cũng nói là thế giới đã vượt ngưỡng hơn 100 triệu ca dương tính với virus corona và hơn 2.1 triệu người đã tử vong. Đúng là một con số thật kinh khủng, có phải không thưa quý vị? Và một bản tin kế tiếp cũng liên quan đến COVID-19, tức là cái biến thể của COVID-19 từ Nam Phi đã bắt đầu xuất hiện tại Hoa Kỳ của chúng ta. Bản tin nói là một biến thể mới của COVID-19 xuất hiện tại Mỹ hôm 28 tháng 1 đưa ra một thách thức về y tế công cộng cho Hoa Kỳ. Hiện đang mất hơn 3.000 mạng sống mỗi một ngày vì virus corona. Phiên bản biến thể của virus phát hiện đầu tiên tại Nam Phi được tìm thấy trong 2 ca nhiễm tại tiểu bang South Carolina. Các giới chức y tế công cộng tin rằng còn nhiều ca nữa chưa được phát hiện. Họ cũng lo ngại là phiên bản này dễ lây hơn và vaccine có thể kém hiệu nghiệm chống lại biến thể.
Hai ca bệnh vừa kể là hai người trưởng thành ở hai nơi khác nhau trong tiểu bang và dường như không có liên hệ với nhau. Cả hai người đều không có đi du lịch gần đây. Sở Y tế và Kiểm soát Môi trường của tiểu bang cho biết là thật là đáng sợ. Việc này có nghĩa là có nhiều ca chưa được phát hiện trong tiểu bang. Đó là ông Krutika Kupali, là một bác sĩ về các bệnh truyền nhiễm của Đại học South Carolina về y khoa ở thành phố Charleston đã nói việc này rất quan trọng. Việc xuất hiện của biến thể cho thấy cuộc chiến chống virus gây chết người còn lâu mới chấm dứt. Bác sĩ Brandon Traxler là quyền giám đốc y tế công cộng của tiểu bang nói như thế này: dù ngày càng có nhiều vaccine COVID được phân phối, nhưng nguồn cung vẫn còn rất giới hạn. Mỗi người trong chúng ta phải tái cam kết chống dịch bằng cách nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đang ở tuyến đầu. Chúng ta đang cùng nhau đối phó với việc này. Virus thường xuyên biến thể và biến thể virus corona đang luân chuyển trên toàn thế giới. Các nhà khoa học chủ yếu quan ngại trước sự xuất hiện của ba biến thể được cho là lây nhanh hơn. Các biến thể khác được báo cáo đầu tiên tại Anh và Brazil cũng đã xuất hiện tại Hoa Kỳ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC, đã ghi nhận có ít nhất là 315 ca biến thể của nước Anh được phát hiện tại Hoa Kỳ. Và những báo cáo này đến từ ít nhất 28 tiểu bang. Các giới chức y tế tin rằng biến thể này có thể trở thành chủng chế ngự tại Mỹ vào tháng 3 tới đây. Biến thể này đã xuất hiện tại ít nhất 70 nước. Biến thể Brazil đầu tiên tại Mỹ được phát hiện trong tuần này. Theo loan báo của các giới chức y tế của tiểu bang Minnesota, đó là một nguồn gần đây của một người có tới nước Brazil. Phiên bản này của virus đã xuất hiện tại hơn 6 nước. Biến thể của Nam Phi được phát hiện hồi tháng 10, kể từ đó nó đã có mặt tại ít nhất 30 quốc gia khác nhau. Và thưa quý khán thính giả, như vậy tức là nó có những cái loại virus biến thể từ Brazil, từ Nam Phi, rồi cả từ nước Anh nữa. Cho nên là không biết loại nào, và đó cũng lại là một cái điều nữa cho chúng ta thấy con người quá giòn mỏng, và sánh với quyền toàn năng của Thượng Đế thì con người không là gì nếu chúng ta không được Thượng Đế đói thương. Thưa quý khán thính giả, bản tin kế tiếp cũng liên quan đến COVID nữa. Đó là vấn đề điều chỉnh vaccine để chống biến thể là điều không có đơn giản. Sau khi bào chế và triển khai vaccine chống COVID-19 với tốc độ kỷ lục, các hãng dược đã phải đối mặt với những biến thể tiến hóa nhanh chóng của virus này có thể làm cho vaccine không còn hiệu nghiệm. Một thách thức đòi hỏi nhiều tháng và nhiều ngày nghiên cứu và sự đầu tư tài chính khổng lồ chứ không nhỏ. Các giám đốc của các hãng dược như là Moderna, Pfizer and BioNTech đang nghiên cứu các phiên bản vaccine mới để đáp ứng với các biến thể đáng quan ngại nhất. Đây là chỉ một phần công việc cần thiết để đi trước virus, gần một chục chuyên gia đã nhận định với hãng tin Reuters như vậy. Cần phải xây dựng một mạng lưới theo dõi toàn cầu để tiếp cận các biến thể đang trỗi dậy. Các nhà khoa học cần phải lập ra độ kháng thể cần thiết để bảo vệ con người khỏi COVID-19 và xác định khi nào vaccine này cần được điều chỉnh. Và các nhà ban hành quy định phải truyền đạt những yêu cầu cần thiết để chứng tỏ rằng vaccine nâng cấp vẫn an toàn và hiệu nghiệm. Công ty Johnson & Johnson cho biết họ đã chú ý tới biến thể đáng lo ngại phát hiện đầu tiên tại Nam Phi và sẽ điều chỉnh vaccine của họ cho phù hợp nếu cần. Và công ty dược Pfizer thì cho hay là họ có thể sản xuất vaccine mới một cách tương đối nhanh chóng. Nhưng một giám đốc điều hành hàng đầu của công ty này nói công việc bào chế vaccine mới đề ra rất nhiều thách thức. Và một bản tin khác hoàn toàn không liên quan gì đến COVID-19, thưa quý khán thính giả. Đó là chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra một cái báo động về nguy cơ bạo lực phát xuất từ các nhóm cực hữu. Tuần vừa qua, lần đầu tiên, hôm 27 tháng 1, chính phủ Hoa Kỳ đã
phát báo động chống khủng bố do nguy cơ bạo động từ các thành phần cực hữu chống Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên thì Bộ An ninh Nội địa xác định rằng báo động mà họ đưa ra không phải là do có những thông tin về một âm mưu cụ thể, mà là do có một bầu không khí đe dọa gia tăng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và có thể kéo dài nhiều tuần lễ. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ được thành lập sau các vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 của năm 2001 thường xuyên công bố các báo động như vậy, nhưng chỉ liên quan đến các mối đe dọa từ bên ngoài nước Mỹ, nhất là từ các nhóm thánh chiến của Hồi giáo. Theo lời một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ nói với hãng tin AFP, đây là lần đầu tiên họ phát đi một báo động liên quan đến một mối đe dọa ngay trong nội địa Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn nhậm chức hôm 20 tháng 1, ông Joe Biden đã cam kết sẽ diệt trừ chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng và khủng bố trong nước. Thưa quý vị, đó là một điều có thể nói rằng rất đáng cho chúng ta quan tâm. Thưa quý khán thính giả, bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ sau phần thông tin thương mại. Mời quý vị trở lại để tiếp tục phần tin thế giới với những tin đáng chú ý như sau. Vaccine Novavax đầu tiên hiệu quả chống lại biến thể mới. Hơn 100.000 triệu ca nhiễm trên toàn thế giới vì COVID-19 và tiêu tốn khoảng 22.000 tỷ Mỹ Kim thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý khán giả, bản tin vừa qua đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ và sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại với phần tin thế giới với một vài tin như sau. Novavax là vaccine đầu tiên hiệu quả chống lại biến thể mới. Hơn 100 triệu ca nhiễm trên toàn cầu vì COVID-19 làm tiêu tốn khoảng 22.000 tỷ Mỹ Kim thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu.